Đó. Lúc hồi nãy dính cá bự rồi. Cá bự rồi. Nè, dính cá khủng rồi đây. Các bạn ơi, rồi đây. Cá tre bự rồi. Đó. Trời ơi. Rồi ơi, có một mình được à? Kêu không anh? Không đi rồi. Đó các bạn. Tới điểm câu ha, chuẩn bị xuống này câu. Ở đây cách chợ Tân Hội Trung nó khoảng cây số, từ đây chạy thẳng là Tân Hội Trung. Này mình đi hướng ngoài chợ bầu vô. Theo đây là bạn cá rất là nhiều. Thấy nó nổi lên vàng quét luôn. Để hồng xuống quay cho bạn xem cái đưa hồng cá rô phi nổi hết trời luôn. Mà ở đây là tự nhiên nha các bạn, mưa là tự nhiên á. Cứ nó cá mà xong vô câu thoải mái. Đó. Này thử rồi, mình sẽ tranh thủ xuống đây. Tôi coi sao nó ăn không, nó không ăn thì mình đổ chỗ câu tí khác nha các bạn. À, chào anh em nha. Nô bạn thì chạy ngang đây thấy có cái đường hồng nó nổi lên các bạn, cái rô phi nổi luôn quá trời luôn, mà hỏi người ta nói không, chỗ này không có nuôi nha các bạn. Cá tự nhiên, mình chạy theo cặp đường lớn luôn nè. Các bạn cặp đường lớn mình luôn. Tại chỗ nào một lần được có đi vô đây rồi. Thấy có cái đường hồng nó nổi quá trời với cái rô phi. Các bạn thấy không, đưa lưng mình dần quét thấy không? Nhưng mà điều quan trọng là mình câu sao nó ăn không, nó là quan trọng mà. Kìa các bạn, ô có nó nổi lên kìa. Con điêu hồng, con rô phi bệnh mạnh không, con từ nửa ký ăn lên không á. Cá các bạn, lúc rồi các bạn. Ở nhà cá đang ăn nha các bạn. Đó. Lúc hồi nãy dính cá bự rồi. Cá bự rồi. Nè, dính cá khủng rồi đây. Các bạn ơi, rồi đây. Cá tre bự rồi. Đó. Trời ơi. Trời ơi, có một mình được à. Kêu không anh? Không đi rồi. Đó các bạn. Wow man, công gặn mà. Sao bắt nó lên đây, con này bự lắm trời ơi. Dẻ nó qua bên góng bơm này mình đi. Cá nếu có trắng. Cá chi trắng quá bự các bạn ơi. Cắn tụi mình. Các bạn ơi, nó nặng quá. Ôi rồi ơi. Các bạn ơi, xong cái lóng hai. Đó. Đây. Cá chơi nha các bạn. Thôi nè bạn. Trời ơi. Khủng. Chà bá lửa luôn.
khủng ghê chưa anh em. Quá to rồi. Con cá chê khủng này được giật lên cái nó bá cái cây trụ nè, nó tức lại nó gãy cái lóng hai rồi. Hai rồi, nó dính cá chê khủng nè. Ôi con này con chê la trắng mà chê trắng lai sao bạn ơi, nó bự khủng ghê á. Bạn của kỳ nó lưng nó dài nè. Quá khủng con này. Quá khủng nha các bạn. Thôi nè. Tay của mình đụng vô hơi hám nào nó đâu. Rồi xin chào các anh em nha. Wow. Bạn cái đường hồng nó dần dần lâu luôn mà. Không ăn ngồi. Giống như là nơi đây nước nó có vấn đề gì, nước hay sao nó bị sốc nước hay sao nó nổi quá trời luôn rồi. Câu không được. Nó bị sốc nước các bạn, thấy nó không ăn á. Đó. Đây các bạn. Tiếp tục nha. Chê thường nó càng đông nó càng lợi nha các bạn, cho nên là được mới đập nó, đập nước các bạn cho nó động cho nó lợi lúa nó tán rồi dính đó. Cái nhỏ, cái nhỏ qua vậy. Oh man, rồi con tiếp theo của mình nha. Cái nhỏ ốm ghê á, vô đây không có gì cho nó ăn hay cho nó ốm. Rồi xuống tiếp nha các bạn. Đập nhiệm vụ luôn các bạn. Nhát nó hết luôn rồi, bí luôn rồi. Quá nắng các bạn ơi. Còn nha các bạn. Còn nha các bạn. Nó ăn lâu rồi. Nó các bạn. Lúc đi. Lúc đi. Mày lúc đi. Rồi, dính. Nữa rồi. Nữa rồi. Các bạn ơi. Rồi. Xong chị nè. Ôi 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 nó trong hang hay sao mình mẩy nó sằng sùi các bạn. Rồi. Đó. Trung hàng sao đó ha. Nó cặn công. Oh man. Rồi lên đây. Con này nhỏ hơn con nãy. Ê, rồi xong. Sảy. Quá trời vậy. Thưa luôn gì không dính. Chưa kịp quay nó. Chưa kịp quay nữa là lúc rồi.
mẹ. Ôi cá nó vô đây nó ốm ngồi hơi rồi đó. Ốm quá trời ốm luôn, xương không à, đậu chạy giờ rồi sẽ gỡ thôi nha các bạn, tranh thủ thôi, trời nắng quá. Thầy ơi kỹ ta. Không hiểu nổi nha các bạn. Đó, chỗ mình câu nè mình, để mình quay cái cảnh này cho các bạn xem ha, có anh em nào gần đây thì mốt là câu nha. Cá rô phi cái hồng là con bàn tay không, nó nổ lên đưa lưng vàng vàng nãy mình quay các bạn, mà nó giống như nó bị sốc nước hay sao á. Ở đây là câu được cho các bạn, không phải cá nuôi nha, cặp lộ lớn luôn. Nổ lên nữa các bạn thấy không, vàng quét nổ rồi, mình đổ cám đổ dế rồi xuống nó không ăn, nổ nước là giống như thiếu oxy. Qua lần kia còn giữ nữa, lần kia còn banh mạnh không đó, cặp đường lớn luôn nè các bạn, chúng ta đứng nãy được đứng trong mé xuống nó cặp đường lớn luôn, chạy xe đậu xe đó. Chỗ nào mình có đi rồi mình mà lần lục bình không à, nãy người ta chọn chống bớt, nãy hỏi chú nó bình thường câu bình thường đó, người ta đặt vớn nào nuôi gì ông nói gì đó, nhưng mà hai cái vớn là đặt một lúc á, trời đã. Nhiều mấy cá khác mà nó nhát điều gì à? Đồng gì đó. Đó, thấy chưa, thấy gì không, cá ăn các bạn. Trời ơi nhanh quá. Không ăn cá ăn nha, mới đập đập xong nghe nó lại chưa nuốt, chưa nuốt hả mày, dính. Oh man, oh man, oh man, nổ đầu lên coi đó thịt các bạn. Ôi cá này nó giống như nó bị ai xịt lén hay sao đó các bạn ơi, nãy giờ mình dính được mấy con nhỏ này nó nhơm ở đầu không à, giống như là có người vô đây chích điện hay gì á, tại vì xung quanh này ông chú không có trồng ba cái cây làm hàng rào nè, giống như có ai vô đây xịt lét hay sao á. Ôi ôi nó bị xịt rồi, tại ở đây là chỗ mà nung các bạn, đây là cái ống bọng, là ống bọng ngoài vô nè, cá ở ngoài nó vô đây nó ở nè bạn, đặt ống bọng vô nè ha, để quay cho anh em đồ coi ha, chứ không phải là hầu nuôi mà để nuôi mà giải nuôi cá cho cá ăn nha các bạn, để anh em đồ coi, nói là không có ai mà nuôi cá mà để cỏ cây hay là gì như đới sậy như thế này chứ á, các bạn coi nè ha, chỉ đặt ống bọng như thôi mà cá nó vô thử người ta giữ đó. Chú qua ông kêu được chưa câu mày gì bị xịt hay gì đó, là ăn cá ngoài tự nhiên như đây nó không có đồ ăn, nó ốm các bạn, bị xịt ghê kinh khủng à, xương không nè.